Chào mừng quay lại kênh Hằng Bại của em ha. Thì hôm nay em dọn cái gác á, thì có còn một số đồ, một số máy công cụ nó còn ở trên đó, nên lấy ra thanh lý ha. Thì tình trạng là mấy cái con này do trước rồi em có nhập về nhưng mà thấy nó còn te mát á, nên để riêng mà lại không bán, vứt nó lóc á. Bây giờ lấy ra soạn ra ha. Một cái Hitachi 100V này, 720W Hitachi. Mọi người, nó còn khá là đẹp. Này nhặt nó cắt dây hết nha. Này khá là đẹp. Này chắc là sống chứ không phải cắt. Ok. Cũng là một con Hitachi nữa ha. Hai con nó khá là đẹp. Ai biết về hàng này thì biết. Và tiếp theo là một cái khoang Toshiba nha, một cái khoang Toshiba đầu kẹp nhưng mà qua ly sao bán mù vậy thôi chứ không biết gì hết nha, do tại vì nó có đảo chiều, do tại vì nó cắt dây hết rồi mà dọn nhà nên là mình thanh lý rồi thôi. Ôi, này có thêm mấy cục pin nữa ha, cục pin pin dành cho máy pin nha mọi người. Này 12V pin Ryobi, này cục pin của Nati Onan, này cục pin của Makita 12V, hai cục này 12V Ryobi đó. Mấy anh làm nghề một cục pin 24V của cái khoang bê tông này. Này là khoang bê tông 24V. Bên này là pin nhập nha, về chắc phải đóng lại để dùng cho nó. Tất cả pin nhập ở bên kia nó đều hư hết rồi. Ở trong này thì nó còn này là cái vỏ của Nationan 12V này. Này nó có cả động cơ luôn. Nha mọi người. Nè, cái đầu kẹp nó đây. Đó. Đầu kẹp nó đây nha. Đó. Tại vì hay lúc trước em tháo ra để em vệ sinh mà tại vì không bán cái loại này nữa nên em chưa có lắp lại. Đây, cái động cơ của nó đây. Đó. Động cơ của nó. Đây. Rồi còn một con này là Ryobi 12V, con băng vít này rất đẹp nha mọi người, đẹp ra tại hồi trước em tháo ra mà em chưa có lắp lại mà. Tháo ra chưa lắp lại này nên là bán đại vậy luôn. Cái dây này của nó rồi ốc của nó đều nằm ở trong này nè mọi người. Ốc đồ mấy cái con đỡ bạn này nằm trong này. Rồi tiếp theo là ở trong này có một con máy mài nha mọi người, một con máy mài cầm tay nhập, mà cái con này là siêu đẹp luôn. Cái này là tại vì sao em tháo ra để em vệ sinh cho nó siêu đẹp luôn. Máy này là siêu đẹp luôn. Tôi bỏ nó đây. Tôi bỏ nó đây nha. Này là tay trắng. Này là cái đầu của nó nè. Cái đầu đầu cái con này. Nha. Đầu đầu cái. Con bi của nó đây. Nằm bi của nó em tháo ra vệ sinh nhưng mà tại vì không có chưa có lắp lại. Ốc than rồi nó trên này
đau kẹt nữa. Đau kẹp thang của nó này. Thang nó này. Thang rất là mới, hai miếng thang ở trong này luôn nha. Nói chung ở trong này có cái gì đấy, tại vì bán nguyên đóng này luôn nha, bán nguyên cái đóng này luôn. Thì nguyên cái đóng này thì nguyên đóng này luôn nha, tất cả này luôn. Lúc nào là mấy cái này là. Mấy người mà mấy vị khách mà hay đóng pin thì sẽ biết giá trị của nó ha. Hai cái con này mà về lắp vào bán nó tới mấy trăm nghìn một con, không rẻ đâu. Mấy cục vỏ pin này thôi mua cũng khá là đắt. Không rẻ đâu nha. Cái đống này thì em bán cả một đống luôn là 650 nha. Cả cái đống này luôn 650 hết tất cả mọi thứ 650 nha. 650.000. Ai mua chuyện khoản giúp em ha. Mà cái này bay nhà lắm này. Đồ pin, đồ pin, đồ công cụ. Rồi. Con này là sống nha. Mà do tại vì em vệ sinh chưa lắp lại, do tại không bán hàng ngày nữa nên là không lắp lại. Về tự lắp ha, có vỏ đầy đủ. Rồi chờ nha. 650 cả cái đống đó nha.